Con xin cung kính đảnh lễ chư tôn tăng trong đạo tràng, xin thân mến chào quý sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong rằng quý vị được thân tâm được an lạc. Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân cầu ý để làm lễ đức tam bảo thích quán tâm. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo ya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giá đấy. Do năng lực tán dương Thế Tam Bảo cách phóng tắc, xin gia hộ với chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc, và nhất là phát sinh trí tuệ thực hành pháp cao thượng của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm chứng mắt được đạo quả, chứng đạt được thính trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta còn một phần cuối của cái tâm sở ngã mạn. Và phần này thì nó rất là quan trọng, bởi vì trong cái pháp thực hành của chúng ta, chúng ta cần phải nhận định một cách khéo léo. Và từ khi mà nhận định được rất khéo léo và chúng ta hiểu được những cái nghĩa hay là cái trạng thái cũng như cái phần sự, và đồng thời cái sự hiển lộ của cái tâm sở ngã mạn, và đặc biệt là như chúng ta biết được cái nhân gần gũi nhất của nó, thì chúng ta sẽ tránh được cái ngã mạn. Mà một khi mà chúng ta tránh được cái sự ngã mạn đó, thì tâm của chúng ta nó sẽ trở nên nhu nhuyễn, và tâm của chúng ta nó sẽ trở nên dễ sử dụng. Như Đức Phật Ngài dạy rằng Như Lai không thấy một cái pháp nào mang tới cái lợi ích lớn và quả báo lớn cho bằng cái tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng. Này chư tỳ khưu, với tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng sẽ mang tới cái lợi lớn và cái quả báo lớn. Đây là câu kệ ngôn mà Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chi Kinh Pháp Mục Chi. Cho nên nếu mà chúng ta mà hiểu được cái phần nội tâm của chúng ta một cách là thấu đáo như vậy, và chúng ta ngăn chặn không cho nó cái ngã mạn nó cơ hội nó sinh khởi lên. Nếu là lỡ rơi vào cái tâm tham rất là nhẹ nhàng, nó không có bị ảnh hưởng lớn trong cái nghiệp quả của luân hồi. Xin nói vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới bốn ý nghĩa hay là cái tứ ý nghĩa của cái tâm sở mana, tức là ngã mạn. Thứ nhất, cái trạng thái của tâm sở ngã mạn là như thế nào? Cái trạng thái của tâm sở ngã mạn là nó có sự lừng lẫy hay là một sự tự phụ? Tức là nó tự phụ vào một cái điều gì đó. Cho nên khi mà chúng ta cái cảm nhận là tâm mình nó đang hài lòng, nó thích thú, hoặc là nó tự hào một cái điều gì đó, thì chúng ta sẽ hiểu biết ngay. Và ngay lúc ngay lập tức đó là chúng ta ghi nhận nó, thì nó sẽ mất đi. Ở đây tâm sở mạn là ngã mạn, nó sanh lên nó có cái trạng thái lừng lẫy vì nó thấy những cái điều đặc biệt của mình. Như là nó thấy được cái địa vị của mình. Như Phật Sa Môn thì thấy mình là có cái phẩm mạo Sa Môn hơn cái người cư sĩ. Vị trưởng lão xuất gia trước thì cảm thấy rằng mình có một cái điều tốt đẹp hơn cái người xuất gia sau. Hoặc giả là vị tỳ khưu sẽ thấy là mình có phẩm vị này nó tốt hơn vị sa di. Vị sa di thì thấy mình có phẩm mạo xuất gia tốt hơn cái người cư sĩ.
Rồi đó là nói về cái phẩm vị. À, hoặc giả rằng mình sẽ thấy rằng cái dòng dõi của mình thuộc về dòng cao quý. Như thời Đức Phật ngài có trong thời Đức Phật có những dòng dõi mà thuộc Bà La Môn cao quý, như dòng dõi của Kassapa, dòng dõi của Vasistha, hoặc là dòng dõi của Paradocha. Nó tự hào với những dòng dõi cao sang của mình. Nhưng mà thực tế ra thì những dòng dõi cao sang đó nó không có ảnh hưởng gì tới cái nghiệp quả cả. Chúng ta phải nhìn thấy cái nghiệp quả. Không phải là những dòng dõi cao sang đó mà khi tạo những ác nghiệp thì ác nghiệp nó giật sức mạnh. Mà không phải dòng dõi cao sang đó khi mà tạo những thiện nghiệp thì thiện nghiệp nó tăng trưởng lên. Nó không phải. Nghiệp quả thì nó rất công minh, nó không có hề phân biệt là cái đối tượng đó như thế nào. Mà chúng ta thấy rằng giống như Đức Phật ngài ngự ở trong rừng Parivajaka một mình ở trong cái rừng đó đó, thì chỉ có một con voi, nó lìa bỏ cái đàn của nó để mà nó đi lang thang trong rừng một mình, bởi vì nó nghĩ rằng nó sống trong đàn nó rất là khó chịu. Và tình cờ gặp Đức Thế Tôn thì con voi đó đã cung kính Đức Thế Tôn, phục vụ Đức Thế Tôn một cách rất là tốt đẹp. Và cái sau khi mà phục vụ Đức Thế Tôn 3 tháng như vậy, biết rằng là một con voi nhưng mà phục vụ như vậy đó, để rồi sau này Đức Thế Tôn ngài dạy Chư Tỳ Khưu rằng có những vị Phật chánh giác trong tương lai, mà một những vị Phật chánh giác trong tương lai đó chính là con voi Parivajaka này. Điều đó cho chúng ta mới thấy rằng với những chúng sanh nào mà có cái tâm đặc biệt tốt đẹp, mà tại những thiện nghiệp một cách tốt đẹp như vậy, thì chúng sanh đó cũng có cái khả năng quả báo rất là lớn, chứ không phải ở cái địa vị. Chúng tôi nhớ rằng có một cái câu chuyện ở trong Appadana nói về một vị trưởng lão. Trong thời Đức Phật quá khứ, vị trưởng lão này chỉ là một con chim. Và con chim này rất là cung kính Đức Phật. Thì một lần nọ thì nó tìm được một cái bông hoa tốt, nó lên nó cúng dường đến Đức Phật. Chỉ một con chim như vậy mà cúng dường một cách tốt đẹp như vậy đó, thì so với cái kiếp mà làm chim đó, nó sanh lên chư thiên đã đành. Và khi mà trở ra xuống nhân loại đó, thì nó trở thành những vị vua nhiều lần, làm vua chuyển luân vương. Chúng ta thấy rằng phước đó do một con chim nó tạo. Có nhiều người là coi thân con người nhưng mà tạo cái phước, nhiều khi không có được hưởng cái quả phước báo lớn bằng tâm con chim như vậy. Cho nên nếu mà đứng ở trên một cái góc độ mà nghiệp quả thì chúng ta sẽ không có hề phân biệt chúng sinh. Những chúng sanh nào còn có tâm tính tốt mà gặp đối tượng tốt, những đối tượng có ân đức tốt mà tạo những việc thiện thì nó sẽ có quả tốt. Còn những chúng sanh nào tuy rằng là hiện kiếp này tốt nhưng mà tạo những ác nghiệp thì rõ ràng là cũng đã thành xấu. Cho nên tuy rằng cái dòng dõi mình nó cao sang vậy nhưng mà cũng không có tự hào, hoặc là không có tự hào về cái sắc đẹp của mình. Một khi mà tự hào về cái sắc lừng lẫy lên cái sắc đẹp của mình thì đôi khi nó sẽ trở thành là một cái ác quả ở trong tương lai. Như chúng ta nhớ rằng là tiền phà Uttalavana tức là liên hoa sắc. Trong một kiếp đó, bà rất là xinh đẹp, do là ước nguyện là khi cúng dường cái bông hoa đến cho bông hoa sen đến cho Đức Phật độc giác. Và cái người nữ này ước nguyện rằng sinh sau này cho con có một cái sắc đẹp mà ai nhìn con cũng sẽ không còn trấn tĩnh được tâm. Bởi kiếp đó sau khi mệnh chung sanh cõi chư thiên là tái sanh xuống là cõi nhân loại, thì là một người nữ rất là xinh đẹp và bà có cái tên là Ummat Danti. Ummat là sóng gió, Danti là người nữ gây thì ra.
Và Má Thanh Tây là người nữ gây sóng gió. Bà có nhan sắc rất là xinh đẹp đến mức độ mà ai mà nhìn thấy thì là không còn trấn tĩnh được tinh thần, không còn biết mình là ở cái địa vị như thế nào hay là ở cái cương vị như thế nào cả. Và bà kiêu hãnh về cái nhan sắc của mình. Mỗi lần nọ thì Đức Vua đi kinh hành, đi diệt quân. Mà Đức Vua này do là sầm tấu của ông Bà La Môn, tám Bà La Môn, cho nên không có cưới bà về làm hoàng hậu. Khi mà bà không được cái phước tâm hoàng hậu thì vị tể tướng đại thần đã cưới bà về làm Dương Phi. Cái phước thì dĩ nhiên không phải trổ, nhưng mà trổ có được tốt đẹp hay không tốt đẹp đó bởi do mình là sao cho nó không có bị ngã mạng. Bởi vì nàng có Má Thanh Ti này rất là xinh đẹp, cho nên khi bán Bà La Môn này tới xem tướng của bà, để xem coi có phải là người nữ này khi mà cưới về sẽ làm cho lợi ích của quốc độ hay không. Thì với một nhan sắc xinh đẹp đó, tám Bà La Môn này đang dùng vật thực, thấy nàng Ôm Má Thanh Ti xuất hiện, người nữ gây sóng gió, cả tám Bà La Môn này quên bẵng mình ở cái địa vị nào và đang làm cái gì. Và người Ấn Độ ngày xưa thì dùng vật thực bằng tay, cho nên trong cái tay mà đang bóp vật thực á, nó cầm vật thực để mà ăn á, thay vì đưa vào miệng thì một số thì đưa vào mắt, một số đưa lên mặt, một số đưa lên mũi vân vân. Nhìn thấy cái cảnh tượng này nó thật là bất ổn, thật là không có tốt đẹp, nên nàng Ôm Má Thanh Ti đã khiển trách. Do bị khiển trách nữa cho nên tám Bà La Môn này tức tối mới về báo cho ông vua biết rằng là cái nàng này đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà cái tướng là làm cho quốc gia hoặc là hoàng cung sẽ bị hư hại. Nghe vậy ông vua cũng sợ, không dám cưới nàng về làm hoàng hậu, là mất đi cái ngôi vị hoàng hậu. Đấy, ngã mạng, ngã tự hào cái điều gì mình có đó, thì nó dễ dẫn tới một cái kết quả tốt thay vì mình đạt được. Nhưng mà vì cái ngã mạng đó cho nên nó có thể rớt xuống một cái điều gì xấu hơn. Mặc dù cái phước mình nó có, nhưng mà nó không có nảy nở cách trọn vẹn. Rồi về tức hà giận cái thay vì cái địa vị mình là hoàng hậu không được mà trở thành là vương phi. Và biết được cái ưu điểm của mình là ai mà nhìn thấy nhan sắc của mình là sẽ phải mê mẩn. Cho nên khi mà Đức Vua đi diệt quân thì nào Má Thanh Ti ở trên lầu cao lầu 7 giả giờ dán rèm ra nhìn sớt. Đức Vua đang đi diệt quân, chợt nhìn lên thấy nhan sắc của nàng Má Thanh Ti. Về tương tư 7 ngày. Sau đó thì tỉnh giấc mộng lại và bình phục. Nhưng mà cái sự kiện mà làm cho Đức Vua bị tương tư như vậy, sau này trong thời Đức Phật là nàng Ôm Má Thanh Ti trở thành là bà Uttarapanna, tức là Liên Hoa Sắc, là một vị thánh nữ đệ nhất về thần thông của Đức Thế Tôn. Và cái hậu quả xảy ra cho bà là có một chàng thanh niên Nanh Đá đã từ lâu mến mộ cái nhan sắc của bà. Thì chàng thanh niên đó nhân lúc bà đi khất thực đã lẻn vào trong cốc của bà, và khi mà bà về thì chàng thanh niên này xông ra ôm chặt lấy bà. Mặc dù có thần thông nhưng không thể bay được, bà chỉ có nước nhập do thiền định. Và chàng thanh niên đó đã làm sái quấy với vị thánh nữ ni này. Dĩ nhiên cái hiệu quả là khiến cho chàng thanh niên này bị rớt xuống địa ngục A Tỳ. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới là cái sự kiêu mạn về cái nhan sắc đó, nó cũng đem tới một ảnh hưởng không tốt ở trong tương lai. Chúng ta phải biết được như vậy. Cho nên khi mà nhìn sẽ quán xét về cái nội tâm mình, thì mình có thể hiểu biết rằng mình có những cái đức hạnh như vậy, mình có những cái sự tốt đẹp, tức là mình có thể là có giới hạnh được trong sạch, mình có được một cái sự thông minh, hoặc là mình sẽ có được một cái sự phước thiện dồi dào, vân vân. Nếu mình hiểu được tới đó thôi, đừng bao giờ cho nó lừng lẫy, đừng bao giờ cho nó lừng lẫy, đừng bao giờ
tự hào hay là tự mãn cái điều này. Bởi vì không khéo chúng ta sẽ làm cho nó trở nên phát triển tốt. Ví dụ như một vị giảng sư giảng pháp rất là dễ hiểu, được đại chúng thích ái mộ, do giọng nói hoặc là do cách trình bày hoặc là do những cái dẫn chứng ra những cái điều sâu thẳm mà khai mở ra những cái điều đặc biệt. Thì vì đó biết rằng là cái ưu điểm này nó phát sinh ra từ cái quả của nghiệp lành ở quá khứ. Họ biết được như vậy rồi tới đây chấm dứt, chứ đừng có tự hào, đừng có cho mình là cây đinh của vũ trụ hay là mình là cái đinh của Phật pháp vân vân. Điều đó sẽ đem tới sự tai hại của mình ở trong tương lai. Mình biết cái trạng thái được như vậy thì mình đã ngăn chặn, biết để rồi không tạo duyên cho nó lừng lẫy. Bởi vì cái trạng thái của ngã mạn là có sự lừng lẫy hay là tự phụ. Nhưng mà giờ có một câu hỏi khác là nếu cái điều ưu điểm mà mình tự hào hay là mình tự phụ thì rõ ràng lắm. Thế thì còn cái điều mà mình không có, tại sao lại tự hào hay tự phụ? Nó nói cách khác là ở trong cái thua đó, cái thua mà so với bằng hay so với hơn thì làm sao mà nó lừng lẫy được. Xin thưa vậy vẫn có sự lừng lẫy được. Ví dụ như có người nói ra rằng là tôi thua kém anh về cái việc tạo những cái ác pháp. Vì ác pháp đó tôi làm không được như anh. Thì cũng tự hào, đó là cái điều tự hào. Hoặc giả rằng người ta tự hào về những cái điều bất thiện, cái điều bất thiện. Nhưng mà tên cướp nó cũng tự hào về những cái khả năng trộm cướp của nó. Hoặc giả là cái người mà có khéo léo để nói, họ để mà lừa mị người khác đó, thì họ cũng có tự hào về cái điều đó. Điều đó là điều thấp kém mà vẫn tự hào. Cho nên đừng bao giờ để cho tâm chúng ta nó lừng lẫy. Khi mà chúng ta phát hiện được một cái điều gì tốt thì đừng bao giờ để cho tâm nó lừng lẫy. Và khi mà phát sinh một cái điều gì mà chúng ta cảm thấy thấp kém thì cũng đừng cho cái trạng thái nó buồn phiền, nó sanh khởi. Bởi vì đó là trạng thái của tự ti mặc cảm. Và thưa quý vị, cái phận sự của cái ngã mạn là gì? Cái phận sự ngã mạn nó là thúc đẩy những cái pháp đi chung của nó lừng lẫy. Bản thân nó lừng lẫy rồi thì nó thúc đẩy những cái pháp khác và đi chung với nó cũng trở nên lừng lẫy nữa. Hình như một cái người có nói rằng tôi đâu phải là tôi chỉ thông về tạng kinh đâu, mà tôi còn thông về cái tạng luật nữa kìa. Nó đẩy cái người mình, như mà cái người giảng sư mà học nhiều hiểu rộng chẳng hạn vậy, thì nói là tạng kinh tôi cũng biết, là tạng luật tôi cũng rành rồi, tạng diệu pháp mà tôi cũng giỏi chẳng hạn vậy. Nó đẩy lên, nhờ tạng diệu pháp mà tôi trở nên có người biện tài, rồi nhờ cái tạng luật tôi am tường những cái luật biết làm cái đúng hay là sai, không đúng hay không sai. Nhờ tạng kinh thì tôi nắm bắt được những cái pháp này như thế này, pháp kia như thế kia. Đây là một ví dụ để cho thấy rằng khi mà tự hào điều nào đó thì những cái điều khác nó cũng sẽ đẩy lên nữa, nó đẩy lên nữa. Nó làm cho cái lừng lẫy lên, tức cái pháp đồng sinh nó được cái ngã mạn này nó đẩy lên lừng lẫy. Ví dụ như một cái người mà học kinh mau thuộc, tự hào cái trí mình, thì người này sẽ nói rằng tôi học kinh mau thuộc, nhưng mà những cái việc gì làm mà tôi nhìn thoáng qua là tôi đã biết cách làm, những cái gì mà tôi để tâm nghiên cứu thì không chống thì chạy,
Thông số muộn gì tôi cũng ra thông số. À, từ một cái trí người đó tự hào như vậy rồi thì đẩy ra những cái phát động sanh khác nó tự hào thế. Ví dụ một người đó là có một cái giới hạnh mà trong sạch, người đó ngẫm nghĩ rằng cái giới hạnh mình trong sạch thì người đó sẽ nếu như trạng thái ngã mạn này hay lừng lẫy này mà không chịu chấm dứt đi, bởi vì đó là cái giới hạnh là tốt, mà tại sao lại cái ngã mạn là bất thiện nó sinh lên, lại sinh thưa vậy nó vẫn sinh lên. Nó cũng giống như hình ảnh mà chúng ta thấy cái chiếc xe nó chạy với tốc độ rất là mạnh, tốc độ rất là lớn, tại sao phục hồi sẽ tốt, tốc độ nhanh nào tốc độ tốt, nhưng mà nương theo cái sức nhanh đó bụi bặm nó bốc lại, tại bụi bặm nó là cái xấu. Nó cũng như thế nào cũng vậy, cái trí là một cái điều tốt hay là cái giới là một điều tốt, nhưng mà nương theo cái giới đó, nương theo cái trí đó thì có thể bất thiện nó sinh khởi lên, chứ không phải không. Cũng giống như là nương theo một cái sự sắc bén của một con dao thì con dao đó nó có thể trở thành là hung khí. Như những con dao Thái Lan vậy đó, bản thân nó còn chưa là gì hết, nó là một loại rất là tốt, nếu sử dụng thì nó rất là tốt, nó sẽ là sắc nào nhuyễn những cái vật thực cần thiết hay là những cái đồ gạt cần thiết, nhưng mà nó cũng có thể trở thành hung thú, nó có thể trở thành là cái hung khí, nó có thể là sát hại những cái con vật này hoặc là con người khác. Mà bản chất của con dao đó thì là thép tốt chẳng hạn, là bén chẳng hạn, là cho nên chúng ta cũng phải lưu ý những cái điểm rất là nhỏ nhặt hay là tế nhị như vậy. Thì nó đẩy ra những cái pháp lòng sanh khác, ví dụ như mình tự hào về cái giới hạnh mình thì mình đẩy lên cái nữa, như vậy thì tôi sẽ được tái sanh lên cõi trời, hoặc là tôi sẽ tái sanh làm người, tôi sẽ được khỏe mạnh, tôi sẽ được đầy đủ tài sản, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó được đẩy lên, đây là cái phận sự ngao mạn. Mà nếu chúng ta chấm dứt được cái trạng thái đó, ghi nhận được trạng thái đó, khi mà nghĩ tới điều tốt của chúng ta thì nó sẽ không có cơ hội nó đẩy lên. Mà đây là cái ý nghĩa của cái sự phận sự của cái tâm sản ngao mạn đó. Xin thưa quý vị, phần thứ ba là chúng ta sẽ có là cái thành tựu của tâm sở ngã mạn. Cái thành tựu của tâm sở ngã mạn này nó đã lớn mạnh rồi. Mà thành tựu trong ngã mạn này thứ nhất là nó sẽ tự nâng cao mình, và nó sẽ chê bai kẻ khác. Bây giờ mà chúng ta gặp những cái trường hợp này thì chúng ta hiểu ngay. Cái tự nâng cao mình và chê bai người khác, nó là thuật ngữ mà Đức Phật ngài dạy là tự thán mà phỉ tha. Và thưa quý vị rằng tất cả những bậc thánh A La Hán không bao giờ tự nâng cao mình, cho dù ngài đã chứng mắt được đạo quả. Và nếu ngài cần thì ngài tán thán những người khác, chứ không bao giờ ngài tự thán mình. Mà khi mà phát hiện ra cái người nào mà biết đó, thì lập tức cái ngài bỏ ra đi. Đây là trường hợp mà chúng ta nhìn thấy trong kinh điển về cái trưởng giả Chích Tá. Trưởng giả Chích Tá là bậc thánh Ana Hàm, ngài có cúng dường một cái tự viện đến cho chư tăng. Thì xin thưa vậy rằng trong buổi giao thời, được giải thích tá có kết thân với một vị bạn của mình ở một cái xứ xa. Nhưng mà người bạn của được giải thích tá này được các ngài thánh tinh văn tế độ và xuất gia trong giáo pháp này. Người bạn vị tỳ khưu ấy đã chứng được cái đạo quả A La Hán cùng với pháp thượng nhân. Mỗi lần nọ thì
Vị tỳ khưu trẻ này theo các bậc tôn đức trưởng lão đi ngự tới cái nơi trú xứ của trưởng giả Chích Tá. Bởi vì trưởng giả Chích Tá là một người rất là hào phóng và thường cúng dường họ đỡ ông Chư Tăng. Thì khi mà đi đến nhà của trưởng giả Chích Tá để mà thọ thực, thì chính trưởng giả Chích Tá cũng không nhìn ra đây là người bạn của mình vì cái sắc diện đã thay đổi. Thì bây giờ xin giới thưa quý vị rằng trong trên đường về cái trú xứ của những vị tôn đức trưởng lão đó, trời rất là nắng, trời rất nắng. Thì chư tỳ khưu chư trưởng lão cảm thấy mồ hôi nhễ nhại ra. Thì vị tỳ khưu trẻ này bạch với các vị trưởng lão rằng thưa các ngài, xin các ngài cho tạo ra luồng gió mát và cái loại mưa nhỏ, nghĩa là mưa lâm râm để làm dịu mát cái thời tiết này. Thì vị trưởng lão trưởng đoàn đó mới nói là này tỳ khưu hãy làm theo ý mình. Và vị tỳ khưu trẻ này đã vận dụng cái năng lực thần thông mình tạo ra những cái đám mây nhỏ để che lấp ánh sáng mặt trời, tạo ra những luồng gió mát, đồng thời tạo ra một cái cơn mưa lâm râm, làm cho cái khí hậu nó trở nên im dịu. Và sau khi mà chư trưởng lão đã đi về tới cái trú xứ mình, đã có một khu rừng, thì bây giờ vị trưởng lão nói này tỳ khưu bấy nhiêu đó đủ rồi. Thì lập tức ngài thâu lại cái năng lực thần thông mình. Câu chuyện này thì ngài không có khoe lên, nhưng mà các vị trưởng lão đó tán thán về cái năng lực thần thông của vị tỳ khưu trẻ. Nghe như vậy thì vị trưởng giả Chích Tá đi tới cái liêu thất của vị tỳ khưu trẻ, mới nói là được nghe nói ngài thi triển pháp thần thông, xin ngài hãy thi triển cho chúng tôi được chiêm ngưỡng và kính mộ. Thì vị này nói là này trưởng giả, hãy lấy chiếc y này đặt ở trên chiếc y đó là những đống rơm, những ngọn cỏ, rồi ngài vô trong liêu cốc ngài đó, ngài đóng lại, và từ trong cái hương thất của ngài hay là cái liêu thất của ngài, một tia lửa nó xẹt qua từ cái lỗ khóa, nó bốc cháy cái những cái rơm ở trên cái tấm y đó, nhưng mà tấm y đó hoàn toàn không bị cháy. Tháng phục năng lực thần thông đó, thì vị trưởng giả Chích Tá mới hỏi thăm cái trú xứ của nó, tức là sinh quán của vị tỳ khưu này. Và sau khi biết được sinh quán thì trưởng giả nói là ở tại trú xứ đó tôi có người bạn, phải chăng ngài là người bạn của tôi? Và vị tỳ khưu đó im lặng. Và sáng hôm sau thì xin thưa vị, vị tỳ khưu ấy đã không còn ở nơi đó nữa, lặng lẽ ra đi. Đấy, cho nên cái thành tựu của cái tâm sở ngã mạn là nó không có ở vị trí là tự nâng cao mình, nó không có khoe khoang, cái người nào mà chúng ta nói là tôi được như vậy, tôi có như vậy, vân vân vậy, thì quý vị hiểu biết rằng cái người đó họ đang có cái tâm sở ngã mạn nó nâng lên. Ví dụ như nói là tôi hát hay, tôi múa giỏi hạn vậy, hoặc là tôi hiểu thông được hai dạng kinh điển Nam Bắc truyền chẳng hạn vậy. Mà hai người nào càng khoe khoang nhiều chừng nào đó thì chúng ta hiểu biết rằng kẻ đó đang bị ngã mạn chi phối. Và như vậy thì chúng ta cũng học bài học đó, cái phận sự của chúng ta là không bao giờ tự nâng cao mình, mà luôn luôn tán thán người khác. Mà tán thán người khác phải tán thán như thế nào? Tán thán như người đúng người khác, khen ngợi người đúng khen ngợi. Và nếu như có tâm tế độ thì khiển trách người đáng khiển trách. Còn đối với người mà có tâm cứng rắn thì tốt nhất là chúng ta im lặng, và hãy né tránh đi,
có những cái bạn như vậy, có những cái ô nhiễm nên né tránh thì được đoạn trừ. Có những cái điều mà nó sẽ không làm cho tâm chúng ta phải khởi lên những cái khó chịu khi chúng ta né tránh. Cái người nào mà càng khoe khang nhiều chuyện đó thì cái người đó không có gì cả. Đó là cái tự nâng cao. Rồi cái tệ hại thứ hai đó, có cái phần sự của ngã mạn hay là cái thành tựu ngã mạn đó, là chê người khác. Họ chê người này như thế này, chê người kia như thế kia. À, càng chê để bộc lộ cái tôi là, hoặc là cái ngã mạn của tôi là. Mãi chê người khác đó, thì nó cũng mang tới nghiệp quả. Như trường hợp ngài Chúa Lá Minh Cá chê người khác học dở, học ngu thì bốn luôn. Và thời Đức Phật có 4 tháng học thuộc một câu kệ không thuộc chẳng hạn như vậy. Cho nên cái trạng thái mà tự tháng mà phỉ tha, tự làm cho mình tốt đẹp mà chê bai kẻ khác, đó là cái trạng thái gây cái thành tựu của cái tâm sở ngã mạn này. Cho nên chúng ta cứ lặng lặng, càng im lặng nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ có nhận thức tốt nhiều chừng đó. Và không bao giờ có tính chất là mình khoe khoang. Cái thành công của mình người ta sẽ thấy, chứ không ai không cần để ra mình thấy khoe khoang để người ta thấy. Cái tốt đẹp của mình hãy để cho người khác thấy, chứ không cần phải quảng cáo. Ở việc làm tốt của mình hãy để người khác nhận định, chứ không cần nhìn mình phải nói tôi được làm được cái này, thành công cái kia, vân vân. Và đó là cái từ cái chỗ mà khoe khoang đó, tức là tự nâng cao mình á, xin thú vị nó sẽ nảy ra một cái chi pháp khác. Đó là một cái sự khoát trương, sự khoát trương. Xin nói vậy, cái chữ khoát trương này á là cái có chút ít. Nãy tự nâng cao mình á, thì là nó cái mình có mình nói là mình khoe lên. Còn bây giờ cái khoát trương này á, nó tự cái chỗ đó nó nảy ra cái sự khoát trương, tức là mình có chút ít nè. Nhưng mà mình làm cho nó lớn lên. Ví dụ như á, một ông bác sĩ đó, tuy rằng là có một ít thân chủ, ông trị được một hai chứng bệnh được thành công, nhưng mà rồi ông nói rằng là ông cái chứng bệnh này á, nó trị cho người này, cho trị cho người kia, nhưng có nhiều cái thân chủ giống như là những đại gia sẽ là cái thân chủ của tôi, vua quen là cũng đi tới để mà gặp tôi khám bệnh, vân vân. Dù chỉ rằng là thành công chút ít đấy, này có một nhóm đồ chúng, một nhóm đồ chúng, nhưng mà người đó là ai cũng biết tới tôi hết, thế hay vậy. Ví dụ giống chúng ta như là ví dụ như bản thân tôi chẳng hạn vậy, có một số quý vị biết rồi. Nhưng mà nếu mà tôi rơi vào cái trạng thái mà khoa trương á, khoác lác khoa trương á, nói bây giờ là ai cũng biết tới tôi hết. Bởi vì cái mình cái tự nâng cao mình lên á, rồi bây giờ nó xảy ra nảy ra cái quả tiếp á, là khoa trương. Nếu các bậc thánh thì không bao giờ, nếu bậc thánh A-la-hán thì không bao giờ, càng cái bậc thánh A-la-hán càng giấu mình ở trong cái hải đảo mà các ngài thấy an toàn. Chúng ta thấy là như là ngài Bi La Quách Chá có năng lực thần thông như vậy, thì một lần nọ đó mà ngài sử dụng thần thông giúp cho một cô bé gái nghèo khổ bằng một cái cọng cỏ, ngài cuốn lại thành một cái dòng
tròn đặt trên đầu của cô bé gái đó. Với năng lực thần thông của ngài thì cái cọng cỏ kia nó trở thành một cái vòng ngọc rất là quý giá và rất là sáng óng ánh. Và cô bé gái đó đã đi dự lễ hội, và dân chúng đó nói rằng cô bé gái này nó nghèo khổ mà tại sao có được cái vòng ngọc này, chắc là ăn trộm của ai à mới bắt. Nói thưa lên vua Bình Sa Dương, Bình Sa Dương cũng không phân tích một cách rõ mà cho người giam hết cả gia đình. Rồi xin nói vậy, khi mà ngài biết là nó bắt trá thì tới, ngài thấy cái người hậu độ của mình bị bắt như vậy, ngài đi thẳng tới hoàng cung, ngài hỏi vua Bình Sa Dương, ngài nghe nói đại vương bắt một cái người gia chủ giam trong ngục, chẳng hay gì cái tội gì. Vua Bình Sa Dương nói là thưa trưởng lão, bởi vì người này nghèo mà tại sao có cái vòng ngọc đáng giá cho con đội đi dự lễ hội vậy? Rồi Đức Quý Linh Đá hỏi rằng như vậy thì do đó mà đại vương bắt người ta. Vua Bình Sa Dương nói dạ phải, bởi vì nếu không trộm cắp thì tại sao có được cái vòng ngọc quý vậy? Thì xin nói vậy là ngài biết anh đó có chá mới nói rằng vậy thì hoàng cung của đại vương hãy biến thành vàng đi. Thì toàn bộ và còn nhà cái hoàng cung của vua Bình Sa Dương bây giờ bằng gỗ trở thành vàng hết. Ở vua biết anh đó, ngài biết anh đó có chá mới nói là đại vương đào đâu ra vàng mà để xây dựng một cái hoàng cung này. Làm gì đại vương có cái số lượng vàng để mà xây dựng lên hoàng cung, tất cả đều bằng vàng hết. Vua Bình Sa Dương nói là tạm hiểu rồi, tạm hiểu rồi. Để nó truyền thả ra à, nhưng mà biết nó có trá ngày không giờ khoai phàng à, không giờ cho mình gần rồi à, cho nên trong thời Đức Phật có nhiều người mà chứng đắc được thần thông lắm, nhưng mà không phải lúc nào cũng bị biến thần thông, mà thậm chí tới đâu ngày còn ra cái điều học à, vậy thì không nào mà thi triển thần thông để do nhân lợi lộc, do nhân lợi lộc thì người đó phạm nhận đó trị lúc hơn ngày rày. Họ cho nên chúng ta mới thấy nè, nó từ cái chữ, từ cái chỗ nâng cao mình nó dẫn tới một chữ khoa trương, đó là khoác lác. À, mình có ít mình nói cho nhiều, mình chỉ có nhớ hội chúng à, nếu mà mình có khoe khoang à, ai cũng biết tới tôi chứ hẹn vậy à, hoặc giả rằng mình thành công có một ít thôi, nhưng mà mình tán cái thành công nó ra rất là nhiều, khiến giống như là mình làm một cái công việc mà không ai làm được. Đó là những cách thức mà chúng ta cần nên loại trừ ra. À, xin nói vậy, cái điều thứ tư có cái tâm sở ngã mạn này nữa, đó là nhân cần thiết của nó, nhân gần của nó. À, tức là có cái tham hợp chung với tà kiến, tức là cái tham mà hợp với sự thấy sai hiểu sai đó thì nó nảy sinh ngã mạn. À, xin thưa quý vị nhé, à xin thưa quý vị không phải, xin lỗi, cái nhân của cái tâm cần thiết đó là nó không có cái tâm tham hợp chung với cái tà kiến. Nó có tâm tham nhưng mà nó không hợp chung với tà kiến, đó là nó có sự dính mắc nhưng mà nó không có cái thấy sai hiểu sai thì nó nảy sinh lên cái ngã mạn này. Mọi xin nói vậy rằng là khi mà chúng ta so sánh như là trước đây chúng ta trình bày với vậy là chính cách so sánh bao giờ mà chúng ta cái so sánh mà đúng đắn á, mình hơn, mình biết mình hơn, à mình thua, mình biết mình thua, mình bằng, mình biết mình bằng, à nó cũng có sự so sánh đó, thì nó không có sự so sánh sai. Mà vì không có sự so sánh sai đó, cho nên không có rơi vào cái tà kiến. Thì bây giờ nó là cái nhân cần gần nhất để mà phát sinh cái ngã mạn. À, tôi biết đúng mà. À, cho nên trong cái trường hợp này cho chúng ta thấy rằng gây cái sự mà trách kiến cũng rất là nguy hiểm, mà chúng ta hãy nhìn lại à, đúng giống như nó bắt truyền thì nói là nam truyền
và cỗ xe nhỏ. Còn nam truyền á thì nói là bắc truyền á là canh cãi, không có đúng với luật pháp của Đức Phật, chẳng hạn như vậy. Mà sự canh cãi này á nó dẫn tới một cái gì, đúng hay sai, đúng hay sai thì chưa bàn tới, nhưng mà rõ ràng là trước mắt nó là một cái trạng thái của Nga, của ngã mạng rồi, bởi vì nó có sự so sánh rồi. Mà chúng ta đã điển hình cho quý vị thấy vậy, một cái người mà chấp kiến nam truyền là số 1, mà bắc truyền là số 2, hoặc là có người số người chấp kiến thứ 2 á, nói là bắc truyền là số 1 thì bây giờ đại thừa cổ xe lớn, còn nam truyền là tiểu thừa cổ xe nhỏ, chẳng hạn như vậy. Đó là một cái sự chấp kiến. Mà tự trung á là chúng ta phải hiểu rằng á, mặc dù chia hai nhánh đi chăng nữa, cái nào mà chúng ta cảm thấy thích hợp được thì chúng ta thực hành, còn cái nào mà chúng ta không thấy cảm thấy nó không phù hợp cơ tánh chúng ta để quan bờ. Thiền sư không nên kích bác với pháp sư, pháp sư cũng không nên kích bác với thiền sư. Mỗi cái nó có một cái đúng một cái sai, và nhận định là nhận định cho chúng ta. Và cái điều này Đức Phật ngài dạy, ngài dạy ở đâu? Xin thưa quý vị đó, Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Trường Tảo, tức là bài kinh mà Đức Thích Tôn ngài giảng thuyết cho du sĩ Trường Tảo, một bản của Nam truyền được gọi là cháu của Đức Sa Lợi Phất, bản Bắc truyền được gọi là cậu của Đức Sa Lợi Phất. Cái du sĩ này mới nói là khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong á, mới ngồi bên trình bày đó, bạch Đức Thế Tôn, tôi có quan điểm rằng là tôi không chấp nhận bất kỳ một quan điểm nào hết. Đức Thế Tôn này mới dạy là này du sĩ, có phải ngươi vừa nói rằng ngươi không chấp nhận bất kỳ quan điểm nào không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, coi có quan điểm như vậy. Vậy thì này du sĩ, có phải ngươi đang chấp nhận cái quan điểm là tôi không chấp nhận bất kỳ quan điểm không? Nghe như vậy thì du sĩ này cảm thấy mình thất bại rồi, bởi vì tôi không chấp nhận bất kỳ một quan điểm nào, thì rõ ràng là tôi đang chấp nhận cái quan điểm là không chấp nhận bất kỳ quan điểm nào. Và trong hai cái đấy ông mới cảm thấy mình là bị thất bại. Và ông nói là thật vậy, cũng có nhiều quan điểm trên thế gian. Đức Phật này ngài mới dạy trên thế gian này có ba quan điểm. Ba quan điểm thứ nhất là không chấp nhận bất kỳ một quan điểm nào. Quan điểm này nó sẽ dẫn tới hạn chế cái tham, hạn chế cái sân, rất là hạn chế cái tham nhiều hơn, không dính mắc cái tham nhiều hơn. Nghe vậy du sĩ Trường Tảo này thì ra Đức Thế Tôn ngài tán thán mình, cũng đồng ý quan điểm mình. Ông nói giả thật đúng vậy. Rồi Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng với một quan điểm thứ hai trên thế gian này có đó, là bất kỳ quan điểm nào cũng chấp nhận, mà quan điểm này nó rơi vào tham nhiều, ông cũng chấp nhận. Quả này du sĩ, nghe du sĩ. Có một quan điểm thứ ba nữa là một phần tôi chấp nhận và một phần tôi không chấp nhận. Đối với một quan điểm thì một phần tôi chấp nhận, một phần tôi không chấp nhận. Ba quan điểm này. Và Đức Phật ngài dạy rằng này du sĩ, nếu một điều mà chấp nhận một quan điểm này vì bảo lưu cái quan điểm mình, sẽ bắt đầu tranh cãi, tranh chấp đã kết hai quan điểm kia. Mà một khi mà có một cái quan điểm á, mà mình nắm cứ một quan điểm này á, thì mình phải đã kết quan điểm kia để bảo vệ là cái quan điểm mình đúng, bảo vệ quan điểm mình đúng. Rồi mình đã kết cái quan điểm khác để nó dẫn tới sự tranh cãi, dẫn sự tranh chấp, dẫn tới một cái sự đổ vỡ. Vậy này du sĩ, tốt nhất là không tranh chấp, và tốt nhất là nhận thức được cái sự thọ nhận,
cái thọ nhận này nó là tốt và thọ nhận này nó hay, thọ nhận này nó không tốt cũng không không tốt. Và quán xét sự thọ nhận đó, và nương theo đó Đức Phật ngài dạy ra bài kinh nhiều cảm thọ. Và Đức Thế Tôn rõ ràng là không tranh cãi, không tranh cãi. Một cái môn đệ, một người thân của Đại Bà Đạt Đa, ông này có tên là Lăng Đắc Kỳ, đi tới gậy chống bàn tay đó, đi tới hỏi Đức Tôn Sa Môn Gotama dạy cái gì. Đức Phật ngài dạy là này Lăng Đắc Kỳ, Như Lai dạy là không tranh chấp, không tranh chấp. Ở chúng ta cần tranh chấp để làm gì? Mà hai tranh chấp đó thì nó có đúng có sai, mà chưa biết cái nào đúng cái nào sai, bởi vì chúng ta chưa thấu hiểu. Ở chúng ta cũng giống như những cái người mà chỉ rờ một con voi, một bộ phận con voi, chứ chưa phải rờ trọn vẹn con voi. Thì chúng ta hãy tiếp tục ráng làm sao mà mình nhận thức được trọn vẹn con voi thì cái điều đó mới là điều tốt. Nó với chúng ta có gì mà tranh chấp để làm gì cho nó bận tâm, trong khi phận sự mình chưa xong, làm cái phận sự mà mặc dù cho cách nào chăng nữa, nó nam truyền bắc truyền đều có những cái giáo lý cơ bản giống nhau hết, tức là cũng tứ đế trộn thập nhị duyên khởi, cũng quán ngũ quẩn giai không, thì bên đây cũng bên bắc truyền có quán ngũ quẩn giai không á, thì bên nam truyền cũng quán về thân ngũ quẩn sinh diệt, đúng không? Nó cũng dễ mà chúng ta có cái tâm rộng mở thoáng ra thì nó sẽ không có tranh chấp. Mà như vậy thì khi mà không tranh chấp đó, tức là không có cái sự nhận định đúng sai á, tức là nó không có cái tà kiến nó sinh khởi trong cái đó. Và mình chúng ta dẹp được cái sự ngã mạn tự hào đó nữa. Cái nhân cần thiết ngã mạn sinh lên là bởi do có cái tâm tham mà không hợp với tà kiến. Mà chúng ta diệt được cái đó thì chúng ta chỉ có một loại tâm tham bình thường mà thôi. Thí dụ như quý vị thích thú cảnh sắc đẹp, thí dụ quý vị thích thú cái âm thanh du dương, quý vị thích thú những cái mùi hương, thích thú là với những cái vị chất ngon ngọt, thì sự thích thú nó không có gì sai quấy, tức là không có tà kiến. Ai bảo rằng tôi thích cái cảnh sắc đẹp đó là tôi sai lầm đâu, đâu có gì sai quấy đâu. Tôi nghe những cái âm thanh mà tụng kinh nghe nó du dương, nghe hạn vậy tôi thích thú giọng ca tụng kinh đó, thì nó đâu phải là một cái sự sai quấy. Rồi đồng thời nữa, nó không có sự so sánh cái giọng kinh của người này với người kia. Không biết cái giọng này nó có một cái giọng du dương riêng, nó có một tính chất riêng, nó có một cái hay riêng. Còn cái giọng kinh tụng kinh kia nó có một tính chất nó hay theo kiểu khác. Mà không cần phải so sánh. Mà nó không so sánh vậy thì không rơi ngạn mạn. Nó là chỉ là nhưng mà thích thú cảnh sắc đẹp, thích vị chất ngon ngọt, như vị ngọt vị bùi hay chẳng hạn vậy, thì nó không có gì sai quấy cả, nhưng mà nó không có tự hào nào trong tâm đó cả, nó không có tự hào nào đó. Chỉ bao giờ mọi người đó sẽ nói rằng tôi thấy rằng cái sắc đẹp này á, nó cái đồi này nó đẹp hơn cái núi kia chẳng hạn vậy, có sự thì bây giờ nó mới có ngã mạn rồi. Còn nhận thức là cái đẹp bình thường thì không gì hết. Bởi nghe cái âm thanh này vui vui ngọt dịu, tiếng hát này hay, rồi đơn giản, rất là có tâm tham đó, nhưng mà nó không có bị rơi vào tà kiến, nó cũng không bị rơi vào cái ngã mạn, nó chỉ đơn thuần là một tâm tham. Và trong ba loại tâm tham thì tâm tham mình đi chứ cái tà kiến là nặng nhất, tâm tham đi ngã mạn nặng nhì, mà tâm tham mà đi đơn thuần là nó nhẹ nhất trong ba loại tâm tham đó. Chứ bao giờ nó là cái tiếng hát này nó so với cái tiếng tiêu nó không bằng cái tiếng tiêu, hay nó so với tiếng sáo không bằng nó, bây giờ ngã mạn sân khởi, bây giờ chẳng hạn vậy.
Ở đây anh không cần phải so sánh. Cái mùi này nó thối hơn mùi kia, anh nhận định mùi thối là được rồi. Chứ đừng có nói là cái mùi này nó thối hơn mùi kia nó thối mà cũng đỡ hơn mùi này. Như vậy vẫn có cái ngã mạng sinh lợi chẳng lợi. Mà hỏi là cái mùi thối là đâu ai thích đâu, mà tại sao có ngã mạng? Xin thưa chưa hẳn. Chưa hẳn. Có những người cũng thích cái mùi thối, nhưng mà không phải mình, nó thích cho người khác. Người khác mà bị dơ bẩn á, mà mình sạch sẽ, mình tự hào. Chứ không phải không. Nhưng mà thí dụ giống như nói tới cái chùa đề quá, ví dụ như chùa đề chúng tôi chẳng hạn vậy. Nếu mà những ngã mạng thì tôi muốn cái chùa khác á, nhiều ông sư bê bối hơn để cho cái chùa đề tốt hơn đấy, chứ không phải không nha. Đó cũng là một cách thức để cho cái ngã mạng nó sanh khởi là học bằng cách. Và cái đó là cái sự tham đó mà nó không có cái gì sai quấy trong đó, nó không có một cái điều tự hào trong đó, thì cái tham nó đơn thuần như thích mùi hương đơn thuần thôi, thích mùi hương giả lý, mùi hương gì đó hay là mùi hương hoa ngâu, nó chỉ đơn thuần nhưng mà nó với một cái tham vậy thôi. Do đó thì chúng ta nắm bắt được cái tứ ý nghĩa này. Nếu là trạng thái của cái ngã mạn là nó lừng lẫy, nghĩa là nó tự hào một cái điều gì đã có, mà một khi mà mình quan sát lại những điều gì tốt đẹp mình có, hoặc cái điều gì mà khiếm khuyết mình có đó thì đừng bao giờ để cho nó lừng lẫy. Phải là khi mà khuyến cái điều mà khiếm khuyết của chúng ta có đó, mà tự nhiên nó khi mà quan sát vào đó mà chúng ta không dừng lại cho nó đó, là chúng ta tự bào chữa liền. Có nghĩa này chứ không phải là không. Tôi thất bại này không phải tôi bất bại đâu nha, mà tại tôi sinh ra không đúng thời. Cái anh thành công chưa phải là anh hay hơn tôi đâu nha, mà bởi vì anh gặp mai nó bào chữa liền. Mình ghi nhận được nó không, rồi đừng có tự hào cũng đừng có tự ti. Rồi thứ hai nữa đó là cái phần sự nó thúc đẩy các pháp liên quan tới nó để mà nó cũng lừng lẫy lên. Thứ hai như vậy. Là điểm thứ ba thì nó hiển lộ một cách rõ ràng nhất là tự nâng cao mình và chê kẻ khác, rồi từ đó nó dẫn tới một cái sự khoác lác khoa trương. Nó hay như vậy. Rồi cái nhân cần thiết của nó là có tâm tham mà không có hợp với tạp kiến. Thì tâm tham là chúng ta khó có thể tránh trong đời sống này, nhưng mà cái sự xoáy quấy chúng ta đừng có bao giờ xen vào, đừng có cho nó sinh khởi lên. Thứ hai nữa, không giờ có sự so sánh, không giờ có so sánh, không có bảo người khác sai mình đúng, mà không có bảo người khác dở mình hay, đúng không ạ? Thì như vậy mình đã loại trừ cái ngã mạn. Mà một khi cái ngã mạn nó bị loại trừ thì cái tâm chúng ta sẽ nên nhu nhuyễn dễ sử dụng, và cái tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng chúng ta mới tìm hiểu được cái chân lý ở cái chỗ đó. Xin thưa vậy, đừng bao giờ cho rằng trên đời này chúng ta không có gì mà chúng ta mà không học. Những cái tờ báo đại hại nhất cũng có điều để chúng ta học, để gì? Để chúng ta tránh không làm những cái việc đại hại đó. Có thể là quý vị sẽ học tham sân si chứ không phải không. Tham sân si các bạn phải học để gì? Để tránh không cho rơi vào tham sân si mà làm điều xấu. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ học, học để không làm, để tránh, để trừ diệt, nó vẫn có những cái điều mà chúng ta có mang tới lợi cho chúng ta vậy. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta kết thúc cái phần tâm sở ngã mạn với bốn cái ý nghĩa của tâm sở ngã mạn. Tức là cái trạng thái là lừng lẫy. Thứ hai, phần sự là thúc đẩy các pháp tương ưng lừng lẫy. Thứ ba là hiển lộ bằng cách là tự khen mình và khoa trương khoác lác. Và thứ tư là cái nhân cần thiết của nó là có tâm tham mà không hợp với sự sai quấy.
thì nó phát sinh lên là như vậy. Và tương tự vậy, thời giảng này cũng vừa phải lẽ cũng báo sinh lên, cũng vừa nói chia tôm đức tăng. Xin chia đều đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hệ thời dụng quả phước này và để được sự an vui đồng từ nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Khai Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, vừa qua đạo tràng chúng ta vừa thấy vừa nghe sự trình bày của thượng tọa Chánh Minh về bài về ví dụ pháp bài tâm sở hữu ngã mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết thượng tọa có chút máy không ạ? Dạ, thượng tọa có chút máy, con xin làm phép đọc câu hỏi. A Di Đà Phật. Con xin đọc câu hỏi thứ nhất của Hoàng Phúc hiện tại quát lên. Kính thưa sư, càng tranh chấp càng rơi vào tà kiến và ngã mạn phải không ạ? Vậy để làm sao? Vậy để làm sao để học hiểu được sâu sắc nếu mình không tranh luận? Nếu mình không tranh luận bàn thảo một vấn đề gì ạ? Kính sư chỉ dạy. Là con thành kính cung thỉnh thượng tọa lên mic để trả lời câu hỏi này. Con thành kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin phép xuống mic. Dạ, câu hỏi này hay á. Đúng là càng tranh chấp càng rơi vào cái tà kiến và ngã mạn. Dạ. Nhưng mà có một lập luận nếu mình không có tranh chấp thì làm sao mà hiểu được sâu sắc nếu mình không tranh luận bàn thảo vấn đề. Xin thưa, ở đây chúng ta phải xem lại hai cái từ tranh chấp nha hay là tranh luận và biện luận, hai cái nó khác nhau. Ở đây Đức Phật Ngài dạy trong Kinh Pháp Cú, người nào biết rằng trong cuộc tranh luận này ta sẽ chết thì lập tức làm lắng dịu cuộc tranh luận này. Nhưng mà trong Kinh Pháp, trong Kinh Hạnh Phúc thì Đức Phật Ngài dạy rằng biện luận Phật Pháp là một cái hạnh phúc cao thượng. Chúng ta thấy tức là chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để bàn thảo luận một cái vấn đề nhưng mà nó không có là tranh chấp. Người nào mang một cái tư tưởng thắng bại ở trong cái cuộc đó, đó là tranh chấp. Nhưng mà cái người nào muốn tìm hiểu cái chân lý thì cái đó không được gọi là tranh chấp. Và người đó đang sống ở trong một cái pháp gọi là lục hòa. Chúng ta phải nắm bắt được những cái lời dạy của Đức Phật. Tức là giới hòa cùng tu mà kiến hòa đồng giải. Cái chữ kiến hòa đây á, để cho chúng ta thấy là cái sự tri kiến của chúng ta nó hòa hợp với nhau. Mặc dù cái sự biện luận hay thảo luận nó đều đặt lên một cái tiêu chuẩn mà đó là chân lý. Những người nào mà muốn đi tìm chân lý thì cái chân lý đó là một cái tiêu đề để mà cùng đi vào trong đó. Còn như tranh chấp thì nó có cái tính hơn thua nằm trong đó. Mà cái tính hơn thua thì nó dẫn tới cái rơi vào tà kiến hoặc là ngã mạn, bởi vì sử dụng tất cả những cái gì gọi là phi chân lý để giành lấy phần thắng. Sử dụng tất cả những cái gì thuộc về ngụy biện để giành lấy phần thắng, nó hay vậy. Cho nên nó sẽ rơi vào cái tà kiến và ngã mạn bởi không hướng về cái chân lý. Mà một khi mà hướng về chân lý đó
thì mới sẽ tìm hiểu là những vấn đề này nó như thế này, như thế này, à, nó có điểm mạnh như thế này và có cái điểm yếu như thế này, à, nó được lợi như thế này và nó sẽ bất lợi như thế này. Những cái pháp tốt nó là tốt, nhưng mà phía sau những pháp tốt đó nó có thể là những cái nguy hại trong đó. Mà nhìn thấy được cái chân lý đó, à, tức là tập trung nhau ở một cái chân lý đó, thì bây giờ nó không có vấn đề là tà kiến hay ngã mạn. Và điều này cho chúng ta thấy rằng như những du sĩ tới mà muốn biện luận với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói trước rằng này du sĩ, như du sĩ Xích Ca Cá hoặc là trưởng giả Úp Ba Lý chẳng hạn vậy, à, này Xích Ca Cá hay Ác Chí Quách Xá Ná, ngươi có bằng lòng biện luận với Như Lai theo đúng chân lý hay không, hay là này Úp Ba Lý gia chủ có bằng lòng biện luận với Như Lai theo đúng chân lý hay không? Đúng không? Tức là Đức Thế Tôn này đưa ra cái chân lý, đó là cái tiêu chuẩn, đó là một cái mục tiêu, à, và y cứ lên cái tiêu chơi cái chân lý đó để làm nền tảng, à, thì nó sẽ giải trừ đi những cái tà kiến hay ngã mạn. Còn nếu như mà có cái tinh thần mà hơn thua, à, thắng bại, thì bây giờ nó sẽ rơi vào quát qua tà kiến, quát qua ngã mạn, thắng là tự hào, à, còn trong lúc mà biện luận nó sử dụng như ngụy biện kiến, à, hoặc là những cái điều sai quấy, rất là đại khái là nó ngang luôn. Nhưng có lần á, ở trong kinh tạng có ghi nhận thì ngay cả cái vị tỳ kheo tên có tên là Arattha, ông nói rằng nó tự thân tôi nghe từ Đức Thế Tôn, à, những câu chuyện tiền kiếp như vậy, vậy thì sự thọ dụng ngũ dục, à, à, không có là ảnh hưởng tới đạo quả, mà ông chấp kiến như vậy, ai nói gì nói ông cũng chấp kiến. Đức Phật ngày đại, cho nên nó không có là đặt cái tên một cái chân lý, mà nếu chúng ta có là đặt con chân lý, chúng ta sẽ tìm hiểu và khi đó chúng ta loại trừ đi cái tà kiến ngã mạn. À, chúng ta ví dụ như vừa rồi á, đây là tục chú ý nghe thôi, à, có một cái số vị nói rằng là mình làm gì mình cũng biết hết á, à, đó là niệm chẳng hạn vậy. Và tôi mới trả lời rằng á, niệm là biết, đồng ý, nhưng mà thấy cái không phải cái gì biết cũng là niệm, à, rồi cái người đó mới nói là giờ nếu như mà biết đó là chúng ta dẫn chứng là biết đó, nó không phải là niệm, bởi vì niệm nó là một cái tâm sở tốt, nó là thiện. Vậy một cái tên ăn trộm mà nó đi trộm đồ người khác, nó lấy của không cho, mà nó biết lấy của không cho, à, nó biết đang trộm cắp như vậy, nó là thiện sao? Mà lấy của không cho là đang trộm cắp thì đó là bất thiện, thì bất thiện không thể nào đi chung với niệm được, mà vẫn biết, vẫn biết lấy đồ của người ta, vẫn biết lấy như thế nào, à, thì cái biết đó nó không phải là niệm, mà cái biết đó là một cái tâm sở khác. Ví dụ như bây giờ nè, quý vị nghe tiếng chúng tôi phải không? Tiếng chúng tôi là âm thanh của quý vị, tức là cảnh, ở đâu phải chỉ có một chú tiểu bị vị hương biết cái âm thanh thôi đâu, à, mà còn có hạnh phúc hiện tại cũng biết cái âm thanh rồi, à, rồi cũng có thể là hoa đồng cỏ nổi biết âm thanh rồi, à, như thì mỗi cái nít đem mà chúng ta nêu ra ví những cái tâm sở, thì tâm sở niệm nó là biết, nhưng mà cái biết nó không phải chỉ tâm sở niệm, mà nó còn cái tâm sở khác nữa,
mà hãy niệm nó là thiện thì khi mà biết ăn cắp á, ăn cắp mà tôi biết tôi đang cắp, à, tôi biết tôi cầm cái vật này, tôi biết cái vật này là cái chủ không của chủ của người chủ khác không phải là tôi. Cái biết đó bảo là thiện, mà thiện người ta sang cắp. À, chúng ta đừng bao giờ nhầm lẫn. Và nếu mà tranh chấp hay mà không đặt lên chân lý đó thì nó sẽ dẫn tới một cái ngã mạn, một cái tà kiến, vâng vâng. Mà nó đặt lên chân lý thì nó trở thành là sự biện luận. Nói biện luận đó là một cái điều tốt, biện luận về Phật pháp đó một điều hạnh phúc cao thượng. Cho nên hạnh phúc cao, hạnh phúc cao nhớ giùm tôi nha. Ai biết rằng trong cuộc tranh luận này ta sẽ chết, lập tức làm chấm dứt cuộc tranh luận ngay. Nè, tại vì nó có tánh hơn thua trong đó, nó có tánh là kẻ thắng người bại trong đó. Và đó là câu kinh Pháp Cú, là câu kinh trong hành hạnh phúc kinh đó. Tư cách biện luận Phật pháp là hạnh phúc cao thượng, tức là đặt trên nền tảng chân lý. Đặt trên nền tảng cho sự thật đó, mình biện luận mình tìm ra sự thật đó, đó là một điều hạnh phúc cao thượng. Cho nên không nhầm lẫn được hai từ này. Xin nhớ mất là đạo tràng. Nam mô Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết hạnh phúc hiện tại có đồng ý với câu trả lời của thượng tọa chưa ạ? Nếu hạnh phúc tồn tại, nếu hạnh phúc tồn tại đồng ý thì cho xin một cho xin một cành hoa. Dạ, hạnh phúc đó, hạnh phúc hiện tại đã đồng ý với câu trả lời của thượng tọa. Con xin thay lời hạnh phúc hiện tại thành kính tri ân thượng tọa về câu trả lời vừa rồi và câu hỏi tiếp theo. Dạ, con xin phép gửi tới thượng tọa. Câu hỏi tiếp theo là của Phù Vân. Câu hỏi như vậy: kính thưa sư, do nguyên nhân gì, tác động gì mà một lời nguyện lại có năng lực mạnh như vậy ạ? Thưa sư, một lời nguyện có cần được tiếp tục nguyện như vậy nhiều lần trong nhiều kiếp cho đến khi đầy đủ nhân duyên sẽ được nguyện chăng? Và con xin đọc lại một lần nữa: kính thưa sư, do nhân duyên gì, tác động gì mà một lời nguyện lại có năng lực mạnh như vậy ạ? Thưa sư, một lời nguyện có cần được tiếp tục nguyện như vậy nhiều lần trong nhiều kiếp cho đến khi đầy đủ nhân duyên sẽ được như nguyện chăng ạ? Và con vừa rồi con vừa đọc sạch câu hỏi của Phù Vân, con xin phép thỉnh thượng tọa lên trả lời câu hỏi vừa rồi. Con thành kính cùng thỉnh thượng tọa mô Phật. Xin nói vậy, trong tất cả các pháp thì tâm nó có cái lực mạnh nhất. Tâm nó là vị chủ soái của cái danh sắc này, mặc dù nó là pháp danh, nhưng mà tâm nó có một cái sức mạnh lớn hơn. Cho nên á, các ngài thường thường dùng cái tâm á đem một cái ý nghĩa để chúng ta cũng suy ngẫm đó, đó là tâm vương. Tâm là gì vua hạn vậy. Tâm sở là cái những cái tâm mà phụ thuộc vào gì vua đó. Tức là những cái tâm mà những cái tâm sở là những cái tâm mà không phải những cái tâm mà những cái những cái gì phụ thuộc để mà tạo tác mà. Phải xin thưa rằng là cái nguyên nhân nào mà nó tác động gì mà một cái lời nguyện lại có năng lực mạnh như vậy? Rồi xin thưa, cái người mà phát nguyện một lời nguyện đó nó chưa hẳn đã thành tựu. Chúng ta lặp lại nha. Một cái người mà phát nguyện một cái lời nguyện nào đó nó chưa hẳn được thành tựu, mà cái sự thành tựu này, cái lời nguyện được thành tựu đó, nó phải có cái sự nộp hành những cái pháp nào đó để cái lời nguyện kia trở thành sự thật. Nên nhớ,
một lời nghĩ đơn thuần chưa hẳn đã trở thành là cái nó trở thành là hiện thực. Nếu người đó không là, chúng ta thí dụ như Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên ở trong thời quá khứ vào thời Đức Phật Anumatthassi cách đây một A Tăng Kỳ 100.000 kiếp trái đất, phát nguyện là thượng thủ tinh văn của Đức Phật Di Lặc với lần được Phật ký. Nhưng mà trải qua một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp đó, thì hai ngài phải thực hành những cái pháp để cho cái lời ước nguyện này nó trở thành sự thật trong tương lai, chứ không phải ước nguyện xưa. Như ngài A Lúc Đó Ta phát nguyện cách đây 100.000 kiếp trái đất dưới chân của Đức Phật Liên Hoa là để nhất về thiên nhãn ở trong thời Đức Phật tương lai và Đức Phật ký, thì từ đó ngài làm cái việc gì đó cũng hướng về ánh sáng, hướng về ánh sáng, thực hiện những cái pháp mà nó dẫn tới ánh sáng. Như trong thời Đức Phật Ca Diếp cái hạn vậy, thì ngài cúng dường 1.000 cái đèn ở chung quanh cái bảo tháp của Đức Phật Ca Diếp và phát nguyện là để dứt về thi nhãn trong tương lai. Làm những cái việc thiện nào mà nó liên quan tới cái quả mà nó cho ứng đúng cái lời nguyện này chứ không phải là không đâu. Cho nên do đó cái lời ước nguyện đó, nó sẽ có thành hiện thực, nó có năng lực lớn mạnh đó, là bởi do cái sự nỗ lực thực hành những cái pháp mà giúp cho cái lời nguyện này nó trở thành sự thật. Cũng ví dụ mà học sinh lớp 2 ước nguyện hay là nguyện rằng tôi sẽ trở thành tiến sĩ, mà cái người đó mà cái ước nguyện mình trở thành tiến sĩ như vậy mà cái cà lơ phất phơ chẳng hạn vậy thì nó sẽ không là trở thành tiến sĩ nữa. Rồi đó gia công học hỏi, gia công nghiên cứu và gia công để am tường nhiều cái vấn đề trong một cái tiêu đề nào mình đã chọn, mà cuối cùng thì người đó có thể trở thành một tiến sĩ ở một cái đề một luận án nào đó, chứ mấy ước nguyện sơ sơ mà thành được đâu. Bồ Tát chúng ta ước nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác thì ngài cái lời nguyện này sẽ trở thành sự thật trong tương lai, nhưng mà ngài phải trải qua 4 A Tăng Kỳ 100.000 kiếp trái đất thực hành pháp Ba La Mật. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái đó. Rồi nhưng mà cái tác động của cái lời nguyện là cái gì, cái lợi ích của lời nguyện là cái gì? Xin thưa vậy, tác động ra hay là cái lợi ích của lời nguyện đó, nó chính là định hướng cái tâm, tâm được định hướng. Mà cái tâm được định hướng như vậy đó thì nó có một cái dấu ấn ở phía bên trong tâm, nó dù cho tôi nổi trong dòng luân hồi vậy nữa thì gặp lại tự nhiên nhắc nhở khiến cho tâm là hướng về cái điều đó. Nó một cái hình ảnh mà Đức Phật ngài thường dùng á, ví như dòng nước sông Hằng nó xuôi về biển, nó nghiêng về biển, nó trôi ra biển Đông thì cũng vậy. Với một cái đời ước nguyện đó như cái định hướng vậy đó, theo một khuynh hướng thì nó sẽ đi về cái hướng đó. Cho dù rằng cách đây 100.000 kiếp trái đất thì ngài A Lúc Đó Thá phát nguyện là để nhất thiên nhãn trong thời Đức Phật tương lai, trải qua hàng 100.000 kiếp luân lưu, chưa hẳn ngài đã nhớ cái ước nguyện trong quá khứ của mình, nhưng khi gặp có bảo pháp hay là gặp ân đức tăng chẳng hạn vậy thì cái ngài sẽ có một cái khuynh hướng là thích về cái đó, thích về cái đó, và ngài thực hiện những cái pháp mà nó tương ứng để có được kết quả đó. Ví dụ như ngài bắt lá để nhất thiết hành thiếu bệnh trong thời Đức Phật Nhiên Đăng thì ngài cũng là đạo sĩ chứng đắc được bám thần thiền với những pháp thần thông, ngài cũng ước nguyện là trở thành là cái bậc mà ít bệnh nhất ở trong tương lai trong thời giáo pháp của Đức Phật. Thì bây giờ ngài mới đi tìm thuốc, khi mà Đức Phật Nhiên Đăng bị bệnh ngài đi vô trong rừng sâu tìm những cái loại thuốc quý cũng giờ đến Đức Phật Nhiên Đăng, trải qua luân lưu những kiếp ở trong dòng luân hồi, tới khi mà Đức Phật Ca Diếp đó, trong thời Đức Phật Ca Diếp ngài cũng là một cư sĩ rồi
Đức Phật Ca Diếp bị bệnh tự nhiên là ngài cũng đi tìm những loại thuốc quý, thuốc tốt để cứu dược. Ngài cũng phát nguyện là Phật chữa bệnh trong tương lai, chẳng hạn như vậy. Rồi câu hỏi thứ hai rằng là như vậy á, mình cứ cần lặp đi lặp lại nhiều lần hay không? Dạ xin thưa, nếu ở trong kiếp này mà chúng ta có một cái một cái lời nguyện gì đó, mình cũng nên lặp đi lặp lại nhiều lần. Để chi vậy? Để nó trở thành nhiều cái, nói cách khác là nó có dấu ấn nó khắc sâu ở trong tâm. Mà một khi mà gặp lại nó giống như ngựa quen đường cũ vậy, nhớ con đường đó là tự nhiên đi theo cái khuynh hướng đó. Một cái khuynh hướng đó là một cái hướng mà tốt đẹp như vậy, thực hiện. Thí dụ như chúng ta thấy nhớ là bà Visakha đó, bà phát nguyện dưới chân của Đức Phật Liên Hoa là trở thành một nữ đệ tử, nữ cư sĩ tối thắng về hộ độ Đức Thích Tôn và Chư Tăng trong tương lai. Bây giờ cái thời Đức Phật Ca Diếp, liền thân bà Visakha lại là một cô công chúa thứ bảy, thứ tám của vua Sukiki, sáu cô chị xuất gia, một cô chị đã đắc quả A La Hán niết bàn, sáu cô chị thì xuất gia, nhưng mà bà thì không chịu xuất gia, bởi vì ước nguyện cư sĩ cho nên thích rồi cư sĩ, nói lên khuynh hướng đó vậy. Và trong thời Đức Phật thì bà trở thành là một nữ cư sĩ đệ nhất của Đức Thế Tôn, nữ cư sĩ đệ nhất lên về hộ độ, chẳng hạn như vậy. Cho nên cũng lặp đi lặp lại nhiều lần, nếu mà trong hiện kiếp này chúng ta có, để cho tạo một cái khuynh hướng trong tương lai, trong những kiếp lai sinh vậy. Đó xin là câu trả lời chúng tôi gửi tới cô Phù Vân. Nam mô Bố Thầy Giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính không biết vừa rồi thượng tọa đã trả lời xong của câu hỏi của cô Phương Nickname Phù Vân, và Nickname Phù Vân đã đồng ý với câu trả lời của thượng tọa. Giờ đây câu hỏi thứ ba con xin gửi đến thượng tọa. Câu hỏi thứ ba như sau: kính thưa sư, làm sao để giúp người thân của mình thoát khỏi tà kiến đó? Con xin đọc lại: kính thưa sư, làm sao để giúp người thân của mình thoát khỏi tà kiến? Đó là do nhân duyên của họ hay bằng sự giúp đỡ đó thì có thể thay đổi được? Và con xin đọc lại một lần nữa: kính thưa sư, làm sao để giúp người thân của mình thoát khỏi tà kiến? Đó là do nhân duyên của họ hay bằng sự giúp đỡ thì họ có thể thoát khỏi được ạ? Và con xin đọc vừa rồi, vừa câu hỏi vừa rồi, con có thành kính cung thỉnh thượng tọa lên trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề mà tà kiến đó nha, nếu như nó ở một cái nó tiềm ẩn sâu á thì chúng ta chịu, nhưng mà có thể đối với cái loại tà kiến khác á thì chúng ta để trợ giúp họ, nhưng mà trợ giúp bằng một cách khéo léo. Xin thưa rằng là chúng ta nhớ hạnh phúc hiện tại nói rằng cái lợi ích của sự nghe pháp á, là nghe pháp chưa từng nghe, hiểu thiên pháp đã từng nghe, đoạn từ hoài nghi. Và cải tránh được cái tri kiến lạc lạc. Như vậy thì do đó chúng ta thấy rằng muốn mà thoát khỏi tà kiến chúng ta nghe nhiều pháp. Rồi nghe nhiều pháp như vậy chưa hẳn đã thoát khỏi những cái tri kiến lạc lạc, mà phải vận dụng cả tập điều kiện để cho suy ngẫm, để phân tích thiện hay bất thiện, để phân tích là cái điều nó đúng chân lý hay không đúng chân lý. Hỏi chúng tôi một ngày dạy chúng ta là sao? Này chưa bị khô, khi như ai nói các con cái chớ cái dội tình mà đừng dội bỏ, hãy dùng trí suy ngẫm, cái điều này là chân lý hay phi chân lý, điều này là thiện
hay bất thiện. Đó là bài kinh, chúng ta nhớ hình như là bài kinh Tư Lường phải của Đức Phật ở trong Trung Mục Kinh. Còn nếu mà cái người đó mà chắc kiến một cách sâu nặng rồi á thì đành chịu thôi. Tức là bài kiến mà họ mắc một cách sâu nặng cũng đành chịu thôi. Ngay chính Đức Phật mà đối với cái người này thì Đức Phật này cũng chỉ làm thinh. Đây là trường hợp mà được ghi nhận trong bài kinh Bappika xuất phát, tức là kinh mà Hòa Thượng trao dịch là kinh Ba Lê á. Khi nói về cái người thị giả của Đức Phật là Sunakkappa. Sunakkappa là thị giả Đức Phật đó. Mà ông quay ngược lại với Đức Phật, mà ông sùng bái vị Du Sĩ Lão Thể. Mà Đức Thích Tôn ngài đã tiên đoán cho ông Sunakkappa tế độ ông Sunakkappa quay trở lại, nhưng mà Sunakkappa vẫn cứ chấp kiến mà đi. Cuối cùng này Sunakkappa là đều bỏ cái tăng đoàn này, nó lại chấp kiến một cách nãy rồi thì chúng ta phải làm thinh thôi. Thì giúp người đó là chúng ta giúp người thân của mình như vậy đó, tức là tạo điều kiện cho người đó nghe pháp nhiều, rồi kích động cho người đó dùng cái trí để suy ngẫm, dùng cái trí để suy ngẫm. Mà suy ngẫm đặt ở đâu? Đặt trong cái nền tảng là chân lý, nền tảng là sự thật, và nền tảng là thiện hay bất thiện. Cái gì thiện là cái gì bất thiện bỏ. Nhờ làm việc thiện thiện nhiều, giờ tâm nó đi theo cái chiều hướng thiện nhiều, thì một lúc nào đó cái trí sinh khởi lên. Một khi là cái trí sinh khởi lên, nó thấy sự đúng hay sai, và hãy thấy sự đúng hay sai rồi thì là kiến kia chấm dứt. Còn nếu mà chấp kiến là chịu, chấp kiến là chịu thôi. Ví dụ dài mà cái chấp kiến đó là thế gian này mà sinh ra bởi được hình thành bởi một thượng đế chẳng hạn vậy, họ chấp kiến như vậy thì thôi, nó chịu. Nó nói bao nhiêu chăng nữa thì cũng vậy mà thôi. Nói gì nói, họ nghe họ thua lý nhưng mà họ cũng không chấp nhận chẳng hạn như vậy. Thì cái việc này là chúng ta đành để nhân duyên của họ tự tạo thôi. Xin đó là chúng tôi xin gửi nít lại cho gửi nít lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết vị đạo hữu hỏi câu hỏi vừa rồi đối với thần tòa vị có đồng ý chưa ạ? Nếu đồng ý thì cho xin một tín hiệu mô Phật. Dạ đã, nhà quốc hiện tại đã đồng ý rồi. Giờ con mời con xin đọc câu hỏi thứ hai, và con xin gửi câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ tư. Dạ câu hỏi thứ tư ạ, để con có con gửi qua thần tòa. À, đây là câu hỏi thứ tư, và con xin phép đọc câu hỏi của Nick Tấn Danh. Người tu cho mình là mình đúng, người tu cho là mình đúng và hay nói người khác sai, nói với tính cách bức xúc, vậy có phải là tà kiến hay ngã mạn ạ? Và con xin phép đọc lại một lần nữa của Nick Tấn Danh. Người tu cho mình là đúng và hay nói người khác sai, nói với tính cách bức xúc, vậy có phải là tà kiến không hay ngã mạn ạ? À, con xin phép thỉnh thần tòa lên trả lời câu hỏi này ạ. À, con xin cùng thỉnh bàn tay của thần tòa mô Phật. Dạ, không biết thần tòa có trước máy không ạ? Dạ, con xin cùng tòa. Cái nít ẩn danh này thì hỏi câu hỏi cũng hay. Nhưng mà nếu một cái người mà nói với một cái giọng nói bức xúc á thì người đó sai. Nhưng mà nếu mà nói với một cái giọng nói mà họ muốn nhấn mạnh thì không gọi là bức xúc.
Bà hiểu chứ? Chứ mà tôi không hiểu. Còn cái vấn đề mà mình nói mình đúng mà mình nói cho người khác sai, quả thật nha mẹ. Còn nên cái vấn đề đúng hay sai, và người có trí nhìn thấy cái vấn đề đó nó là sự thật hay không sự thật. Nên cái vấn đề đó là đúng, cái vấn đề đó là sai, mà không ai nói đúng, không ai nói là người, không nói là cái người nào nói đúng, không nói người nào nói sai, thì điều này không gọi là tà kiến, không gọi là ngã mạn. Nó lưu ý chỗ này. Cần phải lưu ý cho đó. Và chưa hẳn mà khi mà nói cái giới mà cái giọng nhấn mạnh đó là bức xúc, không phải. Không phải. Và nói giọng nhỏ nhẹ chưa phải là cái giọng không bức xúc. Ví dụ như ngày Khô Sát Cá luôn luôn, ngày nói với cái giọng bình thường mà tiếng vang, hoặc là ngày Bố Tháo Vô Xá, ngày nói cũng vẫn giọng rất là bình thường nhưng mà vẫn vang, thì bảo rằng là ngày Khô Sát Cá hay là ngày Bố Tháo Vô Xá là bức xúc, là người đó bà kiến. Còn cái vấn đề mà đưa ra cái vấn đề đúng hay sai để mà nhận định, thì cái người có trí sẽ ngẫm nghĩ rằng cái vấn đề này được đưa ra được gọi là đúng thì có phải thật sự đúng hay không. Còn cái vấn đề này đưa ra được gọi là sai thì cái điều này có đúng thật sự là sai không. Chứ còn nói cho mình là đúng mà nói người khác sai thì thật sự là nhá bạn. Còn nếu như là có vấn đề đúng hay sai thì không gọi là ngã mạn hay là tà kiến. Cái điều này trong kinh điển gọi, Đức Phật Ngài gọi là đúng, điều này trong kinh điển gọi là sai thì không được gọi là cái ngã mạn. Thế thôi. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết câu hỏi vừa rồi thì đạo hữu Đặc Minh Thọ có đồng ý không ạ? Mới đồng ý cho xin một tín hiệu. Con xin phép đọc câu hỏi thứ năm. Con xin gửi câu hỏi thứ năm đến Thượng Tọa Mô Phật. Câu hỏi thứ năm như sau. Của Đức Nam Nhược Lan. Kính thưa sư, nên tác ý khéo như thế nào để một việc làm thiện có thể cho kết quả trong cả ba thời, là hiện báo, sinh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Con kính xin sư chỉ dạy. Con xin phép gặp lại một lần nữa. Kính thưa sư, nên tác ý khéo như thế nào để một việc làm thiện có thể cho kết quả trong cả ba thời, là hiện báo nghiệp, sinh báo nghiệp và hậu báo nghiệp. Con xin phép kính thỉnh Thượng Tọa trả lời câu hỏi này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với vấn đề cái nghiệp báo á, thì nói theo luận A Tỳ Đà thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Ở cái sát na thứ nhất trong cái lộ động lực thì nó sẽ cho kết quả ngay trong cái kiếp sống đó, được gọi là hiện báo nghiệp. Cái kết quả cái sát na thứ bảy ở trong cái lộ động lực nó sẽ cho kết quả ngay đời sau, được gọi là sinh báo nghiệp. Và từ sát na thứ hai cho đến sát na thứ sáu, chúng tôi trả lời vậy có quý vị có cảm thấy bức xúc không quý vị? Xin hỏi là chúng ta nói nhấn mạnh vậy có quý vị có nghe cái bức xúc không? Quý vị có nghe thấy có bức xúc không? Xin nữa. Từ sát na thứ hai cho đến sát na thứ sáu
được gọi là hậu báo nghiệp. Và phải tác ý như thế nào để được ba loại nghiệp này? Xin thưa cái sinh báo nghiệp, xin thưa cái hiện nghiệp, thì chúng ta cần phải nói cách gọn hơn đó, để cho cái hiện nghiệp này nó có thể trổ ngay trong hiện tại này, thì khi chúng ta làm việc thiện thì cần phải có tâm hoan hỷ thích thú nha, và đồng thời có cái đức tin nó mãnh liệt. Điểm thứ ba là phải cần có đủ ba cái sự cố ý, là cố ý trước ý trong khi làm và cố ý sau khi làm. Và để cho cái sinh báo nghiệp nó xuất hiện ở trong tương lai thì cũng phải có đủ ba thời kỳ này. Và từ sát na thứ hai cho đến sát na thứ sáu, nó sẽ là cái hậu báo nghiệp cho bao giờ mà mình viên tịch thì thôi. Thì đó là cũng phải toàn đủ ba cái thật ý này. Nói theo cái tâm lộ thì là như vậy, nhưng mà nói theo cách thực hành, tức là cái sự cố ý đó đó, nó là cái sự quyết định. Bởi vì nó là một danh từ khác để chỉ cho tâm sở tư, để nó quyết định, và nó cộng thêm niềm tin, tin vào pháp, tức là pháp thiện đó, và nó cộng thêm vào cái sự hoan hỷ. Hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm, hoan hỷ sau khi làm, cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm và cố ý sau khi làm, cộng với cái niềm tin về thiện pháp, thì người đó sẽ nhận được ba cái kết quả hiện nghiệp cũng có. Sinh nghiệp cũng có, sinh báo nghiệp cũng có, và hậu báo nghiệp cũng có. Chúng ta nhớ rằng cái hiện nghiệp đó, xuất phát đó, chúng ta sẽ thấy như vậy nha. Trong lúc ông Sumana mà cúng dường 8 cái cành bông hoa đến cho Đức Phật, ông tâm ông hoan hỷ, ông kết quả sanh được nhãn tiền. Trước khi làm ông suy ngẫm, nếu đức vô có hành tội chúng ta, hành tội ta đó, ta cũng chấp nhận. Trong khi làm ông cũng có sự cố ý, sau khi làm ông hoàn thời thế trở về nhà chẳng bận tâm. Ba cái đầy đủ, có niềm tin, đặt vào đức thứ tư, đó là đặt vào pháp thiện. Vì ông nghĩ rằng ta đem cái 8 cái vòng hoa này đến do bình sơ dương, thì ta chỉ được thưởng 8 bông tiền vàng, chỉ có lợi trong một đời, lợi trong một thời gian ngắn. Nhưng mà ta cúng dường 8 vòng hoa này đến cho Đức Phật thì ta sẽ hưởng nhiều đời nhiều kiếp. Trước khi làm ông ta suy nghĩ như vậy, cố ý cúng dường. Trong khi làm ông hoan hỷ, ông cố ý cúng dường, và sau khi làm ông cũng hiểu biết rằng cái việc làm ta đã hoàn tất. Tức là cố ý sau khi làm đã có, cho nên kết quả sinh ra khởi trong hiện tại. Bà Mandika cũng vậy, khi gặp mà cô gái hái hoa đó, nên như cha mình kết á, thì gặp với tôi hoan hỷ, hôm nay ta may mắn ta gặp ngài, nay ta có vật cúng dường, nay cúng dường đến ngài. Sau khi cúng dường, trong lúc cúng dường ngài, nàng cũng hoan hỷ. Sau khi cúng dường Đức Thế Tôn, nàng cũng hoan hỷ, cho nên giờ vào vườn hoa ca hát. Và chiều hôm đó thì nàng được vua Ba Tư Nạp đem về hoàng cung làm hoàng hậu. Ông cây đổ Bồ Tát cũng vậy. Thế là chúng ta thấy là để cho cái hiện nghiệp
cái điều mà khiếm khuyết đó của cái hiện nghiệp là không trổ quả trong 7 ngày bởi vì chưa gặp được những ân đức hay là cúng dường đến những ân đức cao trọng, tức là những bậc có ân đức thâm sâu, cho nên chậm trổ nên từ ngày thứ 8 trở đi. Nhưng mà nguyên tắc thì cố ý trọn đủ 3 thời, cố ý trước khi làm, cố ý trong khi làm, cố ý sau khi làm. Thứ hai là hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Thứ ba là có niềm tin mãnh liệt vào ân đức cao thượng, tức vào giờ bây giờ mình chưa biết ai ân đức cao thượng không, thì mình tin tưởng vào cái ân đức pháp nè, đó là cái thiện nghiệp của mình. Đó là người đó sau khi tròn đủ như vậy thì có khả năng nhận được kết quả của ba cái nghiệp này. Sinh báo nghiệp cũng có thể nhận được, hậu báo nghiệp cũng có thể nhận được, và hiện nghiệp cũng có thể nhận được. Xin trả lời cho con nghiệp Nam Mô Bố Thầy Gia. Nam Mô Bố Thầy Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Gia Gia. Phước báo phần pháp đàm hôm nay, xin cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng, xin gia đình toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan để nhận lãnh những cái quả lành được an vui. Và xin vị hãy lặng tâm thanh tịnh để nghe kinh Đức Phước. Phật sa ba mang la la khan sa ba de va ta sa ba bo tha nu va ve na sa da sa te ba van tu te Phật sa ba mang la la khan sa ba de va ta sa ba tham na nu va ve na sa da sa te ba van tu te Phật sa ba mang la la khan sa ba de va ta sa ba sang kha nu va ve na sa da sa te ba van tu te tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì năng người. Do nhiều ai đấy có chư Phật, do nhiều ai đấy có giáo pháp, do nhiều ai đấy có chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Gia. Kính chúc quý vị được sự an vui đồng điệu nhau cả thầy. Chúng ta xin chào tạm biệt quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau ở như phải thứ hai không vậy? Nếu không có gì trở ngại thay đổi thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tối thứ hai. Chúng ta sẽ bước qua cái phần tâm sở sanh phạt. Nam mô Bố Thầy Gia, xin cho bích đại đạo tràng.